Ây dô, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hậu Cáo nhá. Phía sau mình là bến đầu to anh em ạ. Ngày hôm nay quyết định sang với bọn đệ tử nha anh em. Như các bạn cũng đã biết một thời gian trước là quay tự nhỏ là cứ đến một tuần mình đã phát lương một lần đấy. Nhưng mà đợt đấy thì phát lương rất là ít. Ngày hôm nay quyết định là full phát lương nha anh em. Ok anh em nhá, do là thời gian tới là mình cũng về quê nên là có một chút phần quà dành cho tụi nhỏ anh em nhá. Phía sau mình là một đống bim để dành cho tụi nó anh em ạ. Như em xem này, mỗi đợt mình cầm qua là cầm một cái túi khoảng tầm 1 cân xăng ấy. Ngày hôm nay quyết định cầm cái túi xăng anh em ạ. Đó. Mỗi thằng sẽ được một cái túi to bự chà bá nha anh em, là xem phản ứng chúng nó như nào anh em ạ. Cơ bản là tụi nhỏ nó quay với mình ấy, nó không cần tiền hay không cần bất cứ gì đâu. Cơ bản là anh em quay nhau vui lắm. Nhiều các bạn bảo anh Hậu ơi, sao anh Hậu lại lợi dụng bọn trẻ mà quay với anh Hậu các thứ này. Nhưng mà thực sự các bạn không hiểu được cái tụi nhỏ trong đây như vậy nha anh em. Mình không hề lợi dụng bất cứ gì cả. Anh em quay mình thực sự là không nhằm mục đích là kiếm tiền hay thế nào đâu. Và thực sự mình vào trong đây mình quay video mình cũng không hề gọi là suy nghĩ là để kiếm tiền nào đâu. Cơ bản là mình vào trong đây chủ yếu là muốn chơi mến này. Sau đó chơi mến một thời gian thì sẽ quen lại tụi nhỏ nữa. Thì cái này là mình phải nói thật với anh em. Tụi nhỏ nó cũng suốt ngày bảo là anh Hậu ơi cầm pin thôi. Tiền thì biết mình làm ít view lấy tiền đúng không? Nhưng mà tụi nhỏ không cần gì hết. Ngày hôm nay thì mỗi đứa một túi to nhá. Đây là cái phần quà kỷ niệm cho tụi nó quay với mình một thời gian anh em ạ. Chính xác là một thời gian tới thì mình về quê nên là không biết có thời gian nào vào cho đây được không nữa, nhưng mà thôi được rồi. Hôm nay quyết định là mang cái chỗ này mang sang cho mỗi đứa một bọc to bự chà bá nha anh em. Thằng Giàu, thằng Huy, rồi thằng Hạnh, rồi mấy thằng nữa. Nói chung thì mang tất cả sang cho tụi nó. Ngày hôm nay đi cùng với mến, anh em đi lại sao? Nó nhiều quá không thể chở được anh em ạ. Nên cho mến ôm đấy nghe. Chứ bình thường là mình quay video mình không muốn cho mến đi đâu. Tại vì mình phải hút thuốc đấy nghe. Mến đi nhỉ, nó vướng chân vướng tay nhỉ. Đúng chưa? Nhẹ nhẹ gì. Trông vậy thôi anh em nhá. Cái chỗ này thì cũng đẩy xe luôn rồi. Còn ở trong cốp nữa thì nói chung thì vẫn còn vài thằng nữa cơ. Nhưng mà cơ bản là mình chưa nào trả lời hết đấy. Ngày hôm nay thì mến đi đưa mấy anh với tụi nó nhá. Cái đoạn đầu khéo là nói hơi nhiều, anh em lại bảo là anh Hậu nói nhiều quá. Nhưng mà thực sự với tụi nhỏ đấy anh em, mình còn rất nhiều thứ câu chuyện mà muốn kể với anh em nhá. Thực sự với anh em là mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau. Ở những cái video trước thì mình cũng thường bảo rồi đấy anh em. Nhà tụi nó thì nói chung thì nghèo lắm. Đó, thôi rồi. Vấn đề gạt qua bên đi. Thôi bây giờ quyết định đi mến, đi mang sang cho tụi nhỏ nha. Phần quà Hậu Cáo. Ok anh em. Vào trong Cần Thơ một thời gian anh em thì quay video thì nói chung cũng vui thật. Nhưng mà cái kiểu quay của mình ở trong đây nó vẫn khó lắm anh em ạ. Cơ bản là ở cái khu vực thành phố này anh em. Tìm chỗ quay nói chung thì nó xa lạ mình hơn. Nếu mà miền Bắc thì thân thuộc hơn anh em nhá. Thời gian nữa để có thời gian để vào thăm mến nhá. Ok. Làm sang cho Giàu mà Giàu nó không ở nhà anh em ạ. Thôi rồi, tí nữa để qua lại nha. Hiện tại thì mình cũng đã tới nhà Hạnh rồi nha anh em. Hôm nay thì thấy bà Hạnh bảo là Hạnh đang ngủ, để mình vào gọi xem như thế nào. Không biết sao ăn chơi cái gì giờ ngủ muộn thế. Tầm đây chưa. Dạ. Chắc mới đi chơi về sao này. Dạ. Bà. Dạ cháu gọi thằng Hạnh dậy phát. Đây em Hạnh này. Ông. Hạnh ơi. Ông qua kìa. Hạnh ơi. Ông qua kìa. Ngủ qua kìa. Dậy quay đi, quay đi vắt ốc. Đang ngủ hả? Ra thằng Giàu đâu? Đi ra chọn bim bim này. Nhanh anh đi quay phát nhanh. Ok đấy, qua phát là Hạnh đang ngủ nha anh em. Hôm nay thì tìm mấy đứa tưởng anh em ra cầm cầu Cần Thơ nhưng mà hiện tại thì không thấy đâu cả đấy. Nào, túi to nhá. Hạnh kiểu đang ngãi ngủ hay sao ấy. Nhé. Hôm nay mình sang muộn quá chứ bình thường là tầm 12 giờ là mình sang ấy. Dạ, vâng chú. Dậy chưa? Ý con dạ con ước vậy. Đây, hôm nay nhá, anh vừa giờ anh qua thằng Giàu là không thấy nó ở đâu. Hay cầm hộ thằng Giàu một túi nhá. Ừ, đây. Em lấy bịch nào? Đây, lấy hai bịch này đi. Nhá. Cầm hộ Giàu, cầm hộ Giàu một túi nhá. Lúc nào mà qua mà đưa cho Giàu anh nhá. Anh có bịch nào không? Dạ. Vâng. Vâng. Hạnh nó mới ngủ dậy anh em, hơi ngáy ngủ tí anh đi đây. Đấy, thôi rồi. Đưa hộ cho cả Giàu đấy anh em ạ. Chứ hiện tại là mình phát hiện Giàu không ở nhà. Đấy Bích Hà này. Lúc nãy thì mình cùng với mến là xuống cầm cầu Cần Thơ nhưng phát hiện ra không đứa nào ở đấy anh em nhá. Ngày hôm nay là mình không đi quay là anh em cũng không tụ tập ngoài luôn. Thôi rồi, bây giờ thì qua nhà thằng Huy rồi đưa cho nó một túi anh em ạ. Xong rồi nó quay lại kia nữa. Bây giờ đưa cho Hạnh hai túi thì bảo Hạnh là đưa cho thằng Giàu một túi nha anh em. Không quay được Giàu rồi, Giàu đi làm đấy anh em. Nên là cứ đưa tạm rồi anh em tự rồi đến nhà nhau rồi chia nhau các thứ đấy anh em ạ. Hôm nay đi quay anh em, gặp mấy anh em ra chụp ảnh anh em này. Đó, đó đi nhá. Dạ. Ok.
Let's go, bây giờ thì qua nhà thằng Huy thôi. À, thực sự với anh em, Huy là ở với ông bà ngoại. Ông ngoại Huy thì nó cũng kiểu là bị tai biến ấy, không đi lại được. À, dạo này mình ít quay với Huy, cơ bản là bây giờ nhiều người quay quá nó cũng ồn ào quá. Nên là nói chung thì mình cũng không biết giải thích thế nào. Bây giờ thì qua cầm cho Huy anh em nhé. Huy ơi, Huy, à, nhà Huy ở trong đây anh em ạ. Chắc ngủ chứ, không ai ở nhà này. À ông, ông ơi Huy có nhà không ông? Huy hả? À? Ở trong nhà này. À ừ, ra anh bảo. Anh đưa cho Huy cái túi này. Nó đi đâu rồi? À ừ, nha. À, ok. Ờ. Thằng ấy đâu? Hả? Nó đâu rồi? Ờ. Ra mà. Vâng. Hello. Hôm nay qua nhà tụi nhỏ đây anh em. Thì như em xem này, mỗi đứa một công việc khác, mỗi đứa một góc chơi đấy anh em nhá. Thực sự là cũng muốn để tập tụ vào trong đó mình quay một thể đấy anh em. Nhưng mà anh em ở trong đây mà mình... Đây à, sao bằng ngủ thế kia? Hả? Đây, chia đôi nhá. Ok chưa? Vừa rồi có cho thằng Huy một bọc nữa. Thằng nào? Thằng Hạnh nhá. Thằng Thịnh nhá. Bây giờ anh sắp về quê rồi còn rôn... Anh sắp về quê còn rôn nhóm gì nữa? Mai đi quay nhá. Dạ. Ok. Anh vào đây. Bim que à? Bim que nặng lắm. Cho anh túi đi. Anh cầm cho thằng Hạnh mấy cái bim cua. Hai túi to hơn túi này, tại vì bim cua nó nhẹ hơn. Dạ. Bây giờ này nhá. Đổi cái túi này lấy 100.000 có đổi không? Đổi hả? Má, bà này vẫn đi rồi. Mình mới có thử một câu thôi, bảo là đổi cái túi này lấy 100.000. Anh em đổi luôn. Hết 80.000 đổi không? Đưa tiền luôn này. 80.000 này. Không đổi hả? Thế 100.000 đổi không? À. Ok anh vào đây. Mai quay nhá. Đi bắt con gì đây này? Cá bóng hả? Hay tiện qua xóm trại đi anh em. Tiện là rủ tụi nhỏ ra và sông chơi một chút anh em ạ. Đợi nó ra đó để đi thuyền chơi, tiện là cho mến đi chơi luôn anh em ạ. Ở chung thì ngày hôm nay là một ngày đi chơi thôi, chứ không quay vì mục đích là gì đâu. Lông nhỉ? Lông mà. Tầm giờ thì em xem đấy, nước sông rất là cạn nha anh em, đánh như sóng biển luôn anh em ạ. Sợ thật. Đó, nó lông này mà anh em. Nhưng mà bây giờ nước nó lên là lên cao lắm. Ở đây nước nó hay lên cơn anh em ạ. Ngày hôm nay thì đợi một tí nữa qua cái thuyền kia rồi đi chơi với tụi nhỏ quanh cái thuyền anh em nhé. Xem tụi nó đánh bắt cái gì không anh em. Đó, thường thường hay ra đi chơi. Ngày hôm nay là đưa mến sau đây trải nghiệm là chính. Thế cuộc sống bên đây thế nào? Mình thấy rất là vui. À, đằng sau là nhà này. Tạm mới mà như thế vui. À, đằng sau là nhà mà. Đấy nhờ, nhà người ta là ở đấy. Sợ gì, trông cảm giác sầm hả? Mến vào trong Cần Thơ được 2 năm rồi. Nhưng mà thực sự không thể nào trải nghiệm bằng mình đi quay trong vòng đây khoảng tầm 4 tháng là mến kiểu quay ở bên thành phố này. Mình thì thường hay sang đây chơi với tụi nhỏ. Các bạn thấy buổi chiều đây như nào? Nói chung thì nó mát thật sự anh em ạ. Thường thường mình hay quay nắng ấy là không quay được đâu. Nói chung mình nắng lắm. Nhưng mà buổi chiều ngồi đây rất là thích cho anh em, ngồi ngắm cảnh một tí. Anh về đây. À, về nhá. Mai 2 giờ nhá. Ok, về đây. Let's go. Cũng là do thời gian tới mình về đấy anh em, nên là ngày hôm nay quyết định đưa mến đi chơi ở bên xóm trại đấy anh em ạ. Thường thường thì mình vẫn hay sang đây quay video đấy anh em. À, chưa mê đưa mến được đi đâu chơi ở trong Cần Thơ cả. Thì bây giờ thì hai đứa cứ lượn lòng vòng là vòng chơi buổi chiều thôi. Đó, như em xem này, chiếu là đi chơi nghịch tí anh em. Nói chung thì buổi chiều đấy đẹp phết anh em. Đó, mỗi tội là đằng sau nó hơi bắn, đằng sau nó đống rác hơi bắn tí. Nhưng mà ra chỗ này nghịch chơi nó hay phết. Sau cái tàu to lắm. Thường hay ra nghịch này. Ờ, hello. Lại gặp fan ở góc kia kìa. Này qua chơi đẹp không? Hôm nay anh không đi quay video mà đưa em đi chơi đấy. Trời ơi, cảm động ghê ấy. À. Người ta bảo mến đầu to quá khác. Ngày hôm nay qua đây thì đã phát hiện ra hai đứa nhỏ đang biết nó móc cái gì dưới đây. Chắc là lại mò cá bống đấy anh em ạ. Tiện là ra quay cho em xem nhá. Đó, buổi chiều đây thì nói chung đẹp lắm. Mình ít khi mình quay ở bên này. Tại vì chỗ này nó quang các thứ này anh em nhìn này. Ôi trời ơi, chỗ này phát hiện ra hai cái miếu này. Không biết là miếu thờ gì nữa, toàn thấy chữ tàu, chữ Trung Quốc thôi anh em ạ. Đây này, có hai cái miếu rất là to anh em nhé. Đây này, một cái này, hai cái này. Đó, cái này lại quang. Chắc là người thờ sông, thờ giếc gì thì mình không rõ. Được con gì chưa? Hả?
Nằm mất hết rồi. Mò cá bống trong lỗ gạch hả? À. Nhưng mà chú đang câu mò thì làm sao mà chú câu nữa? À ừ. Đu lên người ta mắng không? Quay nữa anh. Hả? Quay nữa. Ờ. Đây. Bây giờ đứa nào bị người ta chửi đi. Đứa nào bị người ta chửi không đi kìa. Đây qua đây chơi mà gặp tụi nhỏ đông phết anh em ạ. Anh em xem này. Kia top đấy chứ.